chương một ta tô thiên lấy lý phục người bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com trăng non đẹp đẽ giường sàn rung lắc nằm vật xuống bị trói tô thiên cặp mắt thất thần toàn bộ tầm mắt đang lay động túc chủ xuyên việc thành công thiên đạo đặc hiệu hệ thống chính đang khóa lại túc chủ thể hồ quán đỉnh ký ức tràn vào trong đầu tô thiên chấn động trong lòng ta đã xuyên qua nữ tử thân thể mềm mại hòa hợp chân khí lưu quan, tô thiên đang điền khí hải, lấy nhanh chóng khô quắc đi xuống, nàng hẳn là đang hấp thụ đến tô thiên tu vi. Tô thiên rút ra hơi lạnh, thật là hai cái đầu, một cái lớn A, sau một hồi, kiều mỹ yêu kiều váy xanh nữ tử xuống giường, chăm trà mà uống. Nàng đổ mồ hôi tràn trề, hơi thở như hoa lan, lợi íp còn sót lại nhàn nhạt đỏ ửng, chân khí mù mịt, mềm mại không xương tuyết nị eo nhỏ nhắn như câu hồn đoạt phách mỹ nữ trắng. Ngụy Tuyết Tình ánh mắt đung đưa lưu chuyển, nói. Ngươi đã vô dụng rồi, tiếp theo, ta muốn ngươi nhìn tận mắt, thiên võ vương triều là làm sao bị chà đạp. Tô Thiên con mắt hơi khép, tu vi của ta rút lui, quả nhiên là ngươi đang dở trò quỷ. Ngụy Tuyết Tình lạnh miệt cười một tiếng. Đầu óc của ngươi cùng huynh đệ của ngươi một dạng, phản ứng chậm chạp. Nàng khoác sa mang mũ, khinh thường nói. Người đâu, bắt hắn cho ta giải đến trong địa lao. Tô Thiên bị trói đến địa lao, ném tới phòng giam, chỉ còn thối thể cảnh tứ trọng hắn căn bản không tránh thoát xích sắt. Đẹp trai thở dài. Ta cư nhiên mới xuyên việc qua đây liền bị chơi miễn phí sao? Vẫn là quan trọng nhất Tu Vi bị đoạt đi. Tô Thiên 4 năm trước vốn là hóa hư cảnh, hôm nay trở thành thối thể cảnh tứ trọng. Thích nhất chơi miễn phí người khác Tô Thiên ngược lại bị người chơi miễn phí sao? Chơi miễn phí người, cuối cùng bị chơi miễn phí bộ thân thể này vốn là túc chủ, là cùng hắn trùng tên trùng họ thiên võ vương triều tam hoàng tử, là thiên võ tư chất tu luyện cao nhất hoàng tử. Thiên võ cùng đại ngụy từ xưa đánh nữa, lưỡng triều vì đàm phán hòa bình, tiến hành thông gia, thông gia người chính là tô thiên cùng đại ngụy công chúa ngụy tuyết tình. Tô thiên cưới ngụy tuyết tình không đến hai năm, tu vi bắt đầu nửa bước khó vào, thậm chí xuất hiện quay ngược lại dấu hiệu. Thẳng đến tiên hoàng băng hà, nàng rốt cuộc để lộ ra nanh vuốt, rốt cuộc hút khô tô thiên tu vi, chơi chết thái tử cùng nhị hoàng tử, cướp lấy hoàng quyền. Lúc này, tô thiên trước mắt xuất hiện một đạo màn ảnh. Thiên đạo đặc hiệu hệ thống chính đang khóa lại túc chủ một phần trăm. Thật chậm hệ thống, xuyên việc sẽ mặc càng, cư nhiên còn phải chờ. Tô thiên nội tâm mắng nhất đấy, bị trói giống như cái bánh tét, dời một chút thân thể, an tĩnh chờ đợi. Ba ngày sau thiên đạo đặc hiệu hệ thống khởi động thành công, nơi ở. Thiên võ vương triều, có thể đánh dấu một lần, túc chủ phải chăng đánh dấu. Rốt cuộc đã tới. Tô thiên phát ra mệnh lệnh. Đánh dấu. Túc chủ thu được. 6.000 điểm tu vi, 100 điểm ngộ tính, chữa trị thương thế một lần. Tâm niệm rơi xuống, tô thiên toàn thân ánh sáng phát ra rực rỡ, ánh sáng màu xanh mù mịt, tinh khí khôi phục, hắn thối thể cảnh giới, rốt cuộc trên đường kéo lên. Thối thể cảnh ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, thẳng đến thối thể cửu trọng mới đình chỉ. Tinh giới nhân tộc tu võ, thối thể cảnh, hóa hư cảnh, chân khí cảnh, bạo khí cảnh, thiên cương cảnh, võ vương cảnh. Két, âm. Tránh thoát xích sắc, tô thiên một cái cá chép nhảy đứng dậy, sinh long hoạt hổ. Địa lao tù tiên nghe thấy động tỉnh chạy tới thì, sợ hãi nói. Tô thiên, ngươi là làm sao tránh thoát? Cho tiểu gia trèo. Tô Thiên đấm ra một quyền, dũng mãnh lao nhanh tầm âm. Thối thể cửu trọng cự cử lực đánh xuyên địa lao, đấm một nhát chết tươi địa lao tù ti. Quyền kinh uy lực đánh cho tứ xứ phòng lương sụp đổ, cái khác tù binh nhìn thấy, bị dọa sợ đến kéo một khố, hồ to tam hoàng tử thiên phú khôi phục các loại chạy trốn. Đánh dấu hoàn thành, thu được hai loại đặc hiệu. Từ hôm nay, túc chủ mỗi tu luyện thành một loại công pháp, liền có thể thu được một loại đặc hiệu. Hoàng giai trung cấp thiết bố sam, kèm theo đặc hiệu. Vô địch kim thân, miễn dịch chân khí cảnh ngũ trọng trở xuống mọi thứ công kích, ngũ trọng trở lên, địch nhân mỗi cao một trọng cảnh giới, hiệu quả giảm phân nửa, theo thứ tự giảm dần. Hoàng giai đê cấp hổ kinh quyền, kèm theo đặc hiệu. Thập trọng bạo tạc, địch nhân bị phá phòng đem dẫn phát 10 lần thể nội bạo tạc, dùng thích hợp chân khí cảnh tam trọng trở xuống, tam trọng trở lên, theo thứ tự giảm dần. Miễn dịch chân khí cảnh ngũ trọng công kích. Tô Thiên trong mắt quan mang mãnh liệt phun trào, ngụy tuyết tình, nghĩ không ra món nợ này liền nhanh như vậy có thể trả cho ngươi. Vọt tới hoàng cung bên trong, Tô Thiên phát hiện lòng người bàn hoàng, cung nữ thái giám thần sắc hoảng sợ chạy nhanh. Tô Thiên bắt lấy một cái thái giám hỏi. Tại sao hốt hoảng như vậy? thái giám run run rẩy rẩy, đem ngọn nguồn nói ra một lần. Nguyên lai, vừa cảnh truyền đến sáu nước tiến quân tin tức, vân quốc, sở quốc và đại quốc liên hợp, tính toán chia các thiên võ vương triều. Tiên hoàng lúc còn sống, có thể bằng vào tu vi chấn nhiếp các nước, tiên hoàng chết đi, các nước nghịch loạn. Liên tiếp gặp tai nạn chính là, Ngụy tuyết tình một cái hoàng tử phi, cũng không biết sử dụng cái thủ đoạn gì, đem thiên võ dòng chính quân đội, mang theo thiên võ bảo khố trốn tránh, trở lại đại ngụy vương triều. Thiên võ bách tướng, không chiến trước tiên trốn. Quả thực là thiên võ vương triều vô cùng nhục nhã. Tô thiên trong mắt quan mang mãnh liệt lấp lóe, đây chính là nạn nói dày vò thiên võ, quả thật điên rồi thủ đoạn, là định đem thiên võ căn cơ cũng diệt. Kim loan điện bên trong, văn võ bá quan hỗn loạn. Thật chạy trốn. Ngụy nương nương đúng là quá đáng, chúng ta vì thiên võ cúc cung tận tụy, nương nương muốn chạy, rốt cuộc không mang theo lão phu. Chư vị. Một vị thân khoác áo giáp bạc đại tướng cất cao giọng nói. Chiến, đã mất cơ hội thắng. Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, thay vì như bên ngoài tiện dân thành vì giặc cỏ, không bằng chúng ta bỏ gian tà theo chính nghĩa, hướng về sáu nước đại quân xếp hàng hoan nghênh, phụng lễ trọng mà mưu một quan nửa chức. Vị này tướng lĩnh trong mắt tất cả đều là tinh quang, hắn sớm bị sáu nước trong bóng tối kêu gọi đầu hàng, hôm nay cố ý khuyên hàng, khiến cho sáu nước có thể nhẹ nhõm bắt lấy thiên võ vương triều. Trên trăm vị văn võ chưa quan nghị luận ầm ĩ, nói gì đó vẫn có thể xem là lương mà tính, rất nhiều ý động. Tiết vũ, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Thiếu niên quát lạnh giống như nộ lôi nổ vang. Một bộ vết máu áo vải tô thiên long hành hổ bộ, xông vào điện bên trong. Tô thiên lẫm nhiên nói. Thiên võ mấy trăm năm, các đời anh kiệt tầng tầng lớp lớp, hôm nay ngụy tuyết tình tiện nhân kia mang quân trốn tránh các ngươi nhưng bất ổn định lòng quân dân tâm còn đối địch quốc xếp hàng hoan nghênh dương cờ đầu hàng quả thực là nữ nhân dài treo dắt nàng mẹ trứng tô thiên khí thế chưa từng có từ trước tới nay chấn nhiếp trăm quan đầy văn võ không làm nổi tam hoàng tử sao thoát thai hoán cốt tự như càng rỡ tiết vũ trong mắt sát ý tỏa ra vương triều đại sự khởi đến phiên ngươi tiểu oa nhi này tham dự từ Tô Thiên Tu Vi rút lui, trong triều đã sớm hắn không có vị trí. Bàn chân đạp một cái, tiết vũ hóa thành gió mạnh một bản, lướt về phía Tô Thiên, một chưởng vỗ hướng về hắn thiên linh cái. Tô Thiên toàn thân xuất hiện trắng xám khí lưu, như tinh thiết hộ thân. Tiết vũ nội tâm dễu cực. Dựa vào đây cấp độ nhập môn thiết bố sam, nhớ chặn ta một chưởng. Ken. Một chưởng rơi xuống, lại như đập kim thiết, chưởng phong bao phủ đại điện tiết vũ bị chấn động đến mức cánh tay tê dại liên tiếp lui về phía sau tiết vũ vậy mà lui về sau không có không có chết là lão phu hoa mắt vẫn là ban ngày gặp quỷ văn võ bá quan trận to hai mắt tô thiên rốt cuộc không phát hiện chút tổn hao nào tô thiên toàn thân tráng hiện nhàn nhạt vàng rực từ trong ra ngoài triển hiện một loại bệnh chắc không thể gãy khí thế tiết vũ hoảng sợ thất thanh nói mẹ hắn đây là thiết bố sam thiết bố sam là trong quân công pháp cơ bản tu luyện đại thành luyện đến mình đồng gia sắc ngăn cản thối thể cảnh thất trọng bác trọng bộ phận công kích hắn tiết vũ là hóa hư cảnh tứ trọng a tay kéo cự tượng đau chẻ gian lãng phá cái thiết bố sam dễ như trở bàn tay tô thiên dở dở nói sáu nước hối lộ không tới vị a xem ra cần phải thêm tiền tiết tướng quân quả đấm này sao mềm đến giống như là chưa ăn cơm hay là nói kim khố thiếu hụt, thận không tốt. Tiết vũ mặt đỏ lên, ngươi câm miệng cho lão tử. Hắn đột nhiên nhảy lên, thế như báo săn, đã ngang như cầu chì, một chiêu hoàng giai cao cấp địa long chân đập mạnh tô thiên đỉnh đầu. Bác! Một cước nện xuống, gãy xương trán vang lên, trăm quan còn tưởng rằng là tô thiên trách ra. À, chân của ta! Tiết vũ che đầu gối kêu thảm thiết, mọi người kinh sợ, không muốn đến lúc đó tiết vũ trách ra vận chuyển đang điền khí hại ổn định thương thế, tiết vũ khuôn mặt dữ tợn, rút lên bên hông chiến đao, ánh đao sáng bóng. Tô Thiên sải bước về phía trước, đem cần cổ sáp gần hắn, đến, không phục hướng về đây chém. Mọi người sửng sốt, bọn hắn còn chưa gặp qua kỳ quái như vậy yêu cầu. Con mẹ nó, lão tử hôm nay cũng không tin cái này tà. Tiết vũ hai tay kinh khí tung hoành, thúc giục công pháp tuyết ảnh. Ánh đao quyển ảnh, một cái chém thẳng đánh xuống ken hưu đơn đao chém về phía tô thiên cần cổ nhận phong bay ngang tiết vũ kinh ngạc nhìn đến đao gãy trong tay chặt đứt liền hóa hư cảnh cửu trọng cũng không dám dùng yếu ớt cổ cứng đón hắn một đao a à. đây tô thiên rốt cuộc là cái gì phẩm loại quái vật cho ngươi cơ hội không còn dùng được a à? tô thiên một cái bước dài xong quyền đánh về tiết vũ vùng đan điền quyền phong giống như mảnh hổ điên cuồng gào thét. Tiết Vũ bị đánh lui ba bước, hư lạnh nói. Phong ngự tuy mạnh, nhưng dùng vẫn là trác trưới hổ kinh quyền, không gì hơn cái này. Tô Thiên Nghiền ngẫm cười nói. Phải không? Ngươi nói tiếp, ta nghe đấy. Đột nhiên, Tiết Vũ con ngươi trợn to. Âm. 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 Vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới, Tiết vũ toàn thân liên tục nổ tung, khôi giáp bốn toái, đổ máu kim loan điện. Tiết vũ rót vào trong vũng máu, trước khi chết lộ ra khó có thể tin. Hắn không hiểu tại sao cấp thấp nhất hổ kinh quyền có thể đánh ra bậc này vượt quá bình thường uy lực. Hổ kinh quyền đặc hiểu. Thập trọng bạo tạc, đối với địch nhân thể nội dẫn phát 10 lần bạo tạc. Một khắc này, điện bên trong vô luận là văn thần vẫn là võ tướng, lòng bàn chân phát rét lưỡi dao sắc tận xương. Tiết vũ thực lực, trong quân đội có thể tính hàng đầu, thống lĩnh vạn binh, lại bị Tô Thiên một chiêu nghiền chết. Đã trở về, Tô Thiên thực lực trốt cuộc thật đã trở về. Túc chủ giết địch đánh dấu, thu được 6.300 điểm tu vi, 80 điểm ngộ tính, 13 điểm lịch luyện, giết địch thu được hoàng giai đê cấp công pháp. Tuyết nha, kèm theo đặc hiệu. Đại Long Nha Liên tiếp điểm sáng tràn vào tô thiên bộ não, một loại công pháp hoàn toàn mới trong nháy mắt thông hiểu đạo lý lão hồ ly đám đại thần nhất thời sáng tỏ tô thiên là mượn tiết vũ lập uy lời ngầm chính là ta có năng lực chơi chết ở đây bất cứ người nào các ngươi cùng ta lấy mạng đổi mạng cũng làm không được tô thiên đối mặt trăm quan khẽ mỉm cười các ngươi muốn đi có thể chỉ có điều gia sản sung công mọi người sắc mặt đại biến lão tể tướng run run rẩy rẩy không lưng nói. Tam hoàng tử, lão thần vất vả 60 năm, mới tích góp được một chút tiền quan tài. Bác! Tô Thiên đi qua chính là một cái tác, tác lật lão tể tướng trên mặt đất, trừng mắt lạnh lùng nhìn, ngươi vất vả. Lao đến trên bụng nữ nhân đi tới đi. Thiên võ cận đại tích bần, võ giả ít dần. Máu của dân chúng mồ hôi tích lũy, đều bị các ngươi cướp đoạt độc chiếm, lúc trước các ngươi tham bao nhiêu, hiện tại liền nhổ ra cho ta bấy nhiêu. Lão tể tướng toàn thân co quắp, bất tỉnh nhân sự. Tô Thiên đi tới trăm quan bên trong, văn ngự sự muốn nói. Nhưng mà... Tô Thiên... Còn có thể vân vân đi. Bác... Một cái phải bạc tay, ngự sử phát nhai. Tổng đốc... Tô Thiên... Không nói lời nào, liền cho rằng không bị đánh đúng không. Bác... Tổng đốc phát nhai. Tô Thiên đi tới công bộ thượng thư trước mặt. Thượng thư. Tam hoàng tử thật là đẹp trai. Tô Thiên. Hiện tại mới muốn làm người thành thật. Chậm chút. Bác. Thượng thư, phát nhai. Tô Thiên lại đi tới văn lý đại thần trước mặt. Văn lý đại thần. Tam hoàng tử văn thành võ đức, thiên hạ đệ nhất. Tô Thiên. Nịnh hót liền không bị đánh lúc nãy ngươi không phải gọi ngụy tuyết tình tiện nhân kia chạy nhanh không mang theo ngươi văn lý đại thần cứng lại bác văn lý đại thần phát nhai tô thiên đứng ở trên điện nói bản hoàng tử cũng không phải cái gì ma quỷ ta từ trước đến giờ chỉ có thể lấy lý phục người ta có lý thời điểm thích cùng người giảng đạo lý ta không để ý tới thời điểm thích cùng người nói vật lý hiện tại có ai không phục đứng ra muốn cùng ta nói phải trái đứng bên trái muốn cùng ta nói vật lý đứng bên phải toàn bộ kim loan đại điện lặng yên chớ có lên tiếng mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng như độc xà trèo lưng vẫn không nhúc nhích tô thiên hài lòng cười nói rất tốt xem ra mọi người vẫn là rất thông tình đạt lý con mẹ nó có thể không thông tình đạt đến lý sao không thông đã bị ngươi làm gục xuống Điện bên trong một vị lão võ tướng, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn là nhìn đến tam hoàng tử lớn lên. Tam hoàng tử mềm nhũng vài chục năm, hôm nay rốt cuộc cứng rắn. Tô Thiên chỉ đến vị kia lão võ tướng nói. Tô Phạm tướng quân, tịch thu tài sản sự tình từ ngươi phụ trách, nếu có người ngăn trở, trực tiếp đưa đi thấy tiên hoàng. Vâng. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.